Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của em về loạt cây vú sữa hoàng kim nhé. Ngày hôm nay thì em xin phép review lại cho các bác là cái kết quả mà sau hơn một tuần em xử lý thuốc hai lần rồi nhé các bác nhé. Xem là cây bị vàng lá như này nó có hết không. Thì đây thì em sau khi xử lý thuốc á, ở video trước em đã chia sẻ thì bây giờ em ra em xem hơn một tuần sau thì lá cây bắt đầu chuyển hướng tích cực này các bác này. Lá cây bắt đầu có màu diệp lục xanh và cũng đang ra lá mới rất là nhiều nhá. Đó. Mọi người có thể thấy là nó khác ở cái video trước em chia sẻ thì lá cây rất là vàng và chậm phát triển. Rồi còn có thêm dẹp và nhện nữa các bác ạ, nhện đỏ các bác. Nhện đỏ để nó ăn những cái đòn non này này, ăn lá non này này. Đó thì em phun thuốc trừ sâu kèm với lại thuốc trị bệnh vàng lá này nhá. Thì sau 2 tuần em ra thì đã thấy cây phát triển khá là tốt. Tuy nó vẫn còn có một số vết hơi vàng ở lá, nhưng mà em nghĩ là một thời gian nữa nó sẽ hết. Bây giờ thì em sẽ đi tới những cây tiếp theo để xem quá trình một thời gian sau một thời gian phun thuốc thì nó phát triển như thế nào nhé các bác nhé. Đấy các bác. Vừa nhà em thì cỏ hơi nhiều tại vì em cũng chưa có làm cỏ được ấy. Thời gian nó hơi bận, hơi gấp nên em chưa làm cỏ. Đây cây này cũng đợt vừa rồi là bệnh khá là nhiều, những bệnh ở lá, bệnh đốm vàng lá này này. Đó, thán thư đấy. Em không biết là thán thư hay không, các bác có kinh nghiệm thì xem video rồi chia sẻ cho em nhé. Thì em thấy là nó cũng giảm khá là nhiều rồi nè mọi người này. Cây thì đang ra lá non. Tuy rằng vẫn còn lá hơi là vàng đây nhưng mà em sẽ khắc phục trong thời gian tới, em sẽ phun thêm một lần nữa. Đây, cành mới này ra lá nữa này bác này. Đó, lá bắt đầu xanh nhé. Có một số cành thì lá vẫn vàng nhưng mà có những cành thì lá bắt đầu ra lá non màu xanh rồi chứ không còn màu vàng nữa. Đây, bên này thì còn một cây nữa này các bác này. Cây này cũng trồng thời điểm nhưng mà cây này thì nó phát triển khá là nhanh. Bây giờ thì nó cao vượt đầu của em rồi. Chuẩn bị từ giờ đến hết năm và đầu năm sang năm thôi thì nó sẽ rất là to. Đợt vừa rồi nó có ra hoa nhưng mà trời thời tiết do mưa bão mọi người ạ. Cho nên là nó bị rụng hết hoa. Và nó sinh ra dẹp. Em phải phun phòng trừ dẹp rồi là phòng trừ bệnh cho cây. Đó mọi người có thể thấy là lá cây đang phát triển rất là tốt. Ở vườn này của em thì có khoảng chừng gần 30 cây thôi. Còn ở chỗ nơi khác nữa thì em cũng có khoảng gần 30 cây nữa. Tổng cộng lại thì cũng không nhiều lắm đâu. Nhưng mà em trồng thứ nhất là thí điểm với đất ở đây. Thứ hai nữa là mục đích là do nhu cầu hàng ngày. Rồi là nhu cầu của mọi người ở đây cũng khá là nhiều nhé các bác nhé. Mọi người bây giờ hướng trồng vú sữa hoàng kim ở khu vực em ấy thì cũng bắt đầu rồi, cũng nhiều người trồng rồi, mọi người đã một số nhà đã cho thu hoạch. Cây này rất xanh các bác này. Đó, để em tới cái cây to nhất vườn của em này cho các bác tham quan nhé. Đây các bác ơi, nếu các bác đã từng xem video của em về vú sữa hoàng kim thì cũng sẽ chứng kiến được cây này của em nó sinh trưởng phát triển từ trước đến giờ rồi. Đó, cây này thì nó lớn nhất vườn này. Nó cao khoảng chừng phải đến hơn 2m, 2m3, 2m4 gì đó. Thời gian vừa rồi mưa bão nó bị đổ, em phải buộc lại gốc cho nó. Em thấy nhiều nơi có những cây vú sữa hoàng kim chỉ ngang tầm đầu người thôi mà đã bắt đầu ra trái rồi. Nhưng cây này của em thì em chưa thấy ra hoa nhé. Đây này, cây phát triển rất là tốt này. Đó, nhưng mà hiện tại vẫn chưa thấy ra hoa một tí nào luôn các bạn. Và ngày hôm nay em xin phép chia sẻ đến các bác cái quá trình mà em chăm sóc cây vú sữa hoàng kim, phun thuốc để chữa vàng lá xem nó có hết hay không.
Rồi các bác chia sẻ video của em và nhớ đăng ký ủng hộ kênh, ủng hộ em nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Em sẽ đến với các bác nhiều video hơn nữa.